Cung điện ma vương đều phá tan, chúng sinh mạn là đều trừ diệt, lìa các phân biệt tâm chẳng động, khéo rõ cảnh giới của Như Lai, hay khiến cho cung điện của ma vương hoàn toàn phá tan, vô minh của chúng sinh giống như màn mắt bị lòa, cho nên nhìn chẳng thấy rõ. Phải trừ diệt nó thì mới khôi phục được quang minh. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh chẳng có tâm phân biệt, vì lìa khỏi chấp trước cho nên tâm chẳng động. Ngài khéo thấu rõ tất cả cảnh giới của Như Lai đắc được. Lưỡi nghi ba đời đều đã trừ, ở chỗ Như Lai khởi tin tịnh, nhờ tin được thành trí bất động, vị trí thanh tịnh hiểu chân thật. Lưỡi nghi hoặc ba đời đã hoàn toàn tiêu trừ, ở trong đạo tràng của Phật sinh ra tâm tin thanh tịnh, nhờ tâm tin thanh tịnh mà đắc được thành tựu trí huệ bất động. Vì có trí huệ thanh tịnh bất động cho nên mới thấu hiểu đạo lý chân thật. Vì khiến chúng sinh được thoát khỏi tận thuở vị lai khắp lợi ích, mãi mãi cần khổ tâm chẳng mỏi, cho đến địa ngục cũng an thọ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi đang được khoái lạc, tận thuở vị lai khắp lợi ích tất cả chúng sinh, bất cứ trải qua thời gian dài bao lâu, chẳng mang thọ khổ bao nhiêu, tâm cũng chẳng nhảm mỏi, cho đến vào địa ngục thọ khổ, tâm cũng an nhiên tiếp thọ. Như Bồ Tát Địa Tạng hiện tại vẫn ở trong địa ngục, cứu thoát chúng sinh thọ khổ. Tại sao phải như vậy? Vì Bồ Tát Địa Tạng phát đại nguyện, địa ngục chẳng trống không, thể không thành Phật. Tinh thần như vậy thật là vĩ đại, phước huệ vô lượng đều đầy đủ, căn dục chúng sinh đều biết rõ, và các nghiệp hành đều thấy hết, như chỗ họ thích vì nói pháp. Bồ Tát tu vô lượng vô biên phước huệ, cho nên phước huệ đều đầy đủ, căn tánh và dục vọng của chúng sinh, Bồ Tát đều hoàn toàn biết rõ, hết thảy nghiệp báo và hành vi của chúng sinh đều nhìn thấy hết. Như có chỗ chúng sinh hoan hỷ, thì vì họ bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự, Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp này để giáo hóa chúng sinh. Biết rõ tất cả không vô ngã, từ niệm chúng sinh luôn chẳng bỏ, dùng một âm đại bi vi diệu vào khắp thế gian để diễn nói. Bồ Tát biết rõ tất cả đều là không, chẳng có cái ta tồn tại, cho nên chẳng có mọi sự chấp trước. Ngài từ bi nghĩ nhớ tất cả chúng sinh, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, dùng một âm thanh đại bi vi diệu vào khắp tất cả thế gian để vì chúng sinh diễn nói tất cả diệu pháp. Phóng đại quang minh đủ thứ màu, chiếu khắp chúng sinh trừ đen tối, trong quang Bồ Tát ngồi hoa sen, vì chúng diễn dương pháp thành tịnh. Phóng ra đủ thứ đại quang minh, trong đại quang minh lại có đủ thứ màu, quang minh màu đó chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ tiêu trừ đen tối. Trong quang minh có Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu lớn, vì chúng sinh khai triển tuyên dương diệu pháp thanh tịnh. Nơi đầu sợi lông hiện các cõi, các đại Bồ Tát đều đầy rẫy, chúng hội trí huệ đều khác nhau, thảy đều thấu rõ tâm chúng sinh. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, nương đại oai thần lực của chư Phật, có thể ở đầu một sợi lông hiện ra cõi nước chư Phật mười phương. Ở trong các cõi Phật có các đại Bồ Tát đầy rẫy pháp giới, trong chúng hội chư Phật có biển chúng Bồ Tát thanh tịnh. Trí huệ của mỗi vị Bồ Tát đều khác nhau, hết thảy Bồ Tát hoàn toàn hiểu rõ tâm niệm của tất cả chúng sinh hoan hỷ gì. Mười phương thế giới không thể nói, một niệm đi khắp hết tất cả, lợi ích chúng sinh cúng dường Phật, nơi chỗ chư Phật hỏi nghĩa sâu. Mười phương thế giới tuy nhiều không thể nói hết được, nhưng Bồ Tát trong một niệm đều có thể du hành khắp hết thảy thế giới, chẳng có nơi nào mà không đến. Tại sao? Vì Ngài muốn lợi ích chúng sinh và cúng dường chư Phật, do đó trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, nên đến mười phương chỗ các đức Phật để thưa hỏi diệu nghĩa thâm sâu, nơi các Như Lai nghĩ cha lành, vì lợi chúng sinh tu giác hạnh, trí huệ khéo léo thông pháp tạng, và chỗ trí sâu chẳng chấp trước. Bồ Tát ban đầu phát tâm đối với mười phương chư Phật nghĩ là cha lành, vì lợi ích chúng sinh mới tu hành tất cả giác hạnh, còn gọi là giác quán, tức là do giác ngộ để quan sát. Trí huệ nhiều rồi thì sẽ dùng phương tiện khéo léo thông đạt tất cả các pháp thật tướng và muôn bát nhã thâm sâu của Bồ Tát mà chẳng chấp trước. Giác có tám thứ: một, dục giác, tức là thường nghĩ muốn đắc được cảnh giới hoan hỷ trong tâm; hai, sân giác, tức là lửa vô minh quá lớn tự mình khống chế chẳng đặng,
Đến lúc chẳng giữ được nữa thì nổi giận với người. Bà não giác, tức là não hại kẻ khác, xúc phạm đến tự do của kẻ khác, phỉ báng danh dự của kẻ khác. 4. Thần lý giác, tức là thường nghĩ nhớ thân nhân bà con bạn bè. 5. Quốc độ giác, tức là thường nghĩ thế giới bình an hoặc chẳng bình an. 6. Bất tử giác, không thể giác ngộ mình sẽ chết, cho nên đều mạng, tích của cải đồ ăn. 7. Tộc tánh giác, thường phân biệt sang hèn trong tộc tánh. 8. Trình mạng giác, tức là cấu cao ngã mạn, đều cảm thấy mình cao minh hơn người khác. 8. Thứ giác này chẳng tương ứng với đạo, nên chuyển biến nó lại thì mới tương ứng với đạo. Tùy thuận suy ngẫm nói pháp giới, trải vô lượng kiếp không thể lường. Tùy trí khéo vào chẳng xứ sở, chẳng có mỏi nhàm, chẳng chấp trước. Tùy thuận sự suy ngẫm của chúng sinh để nói đạo lý pháp giới, trải qua thời gian vô lượng kiếp cũng chẳng thể nói hết được. Trí huệ tùy khéo vào tạng pháp, nhưng cũng chẳng có xứ sở. Tùy chẳng có xứ sở, nhưng cũng chẳng mỏi nhàm, cũng chẳng chấp trước. Tại sao? Vì có sở đắc, vô sở đắc đều chẳng chấp trước. Sinh trong nhà chư Phật ba đời, chứng được diệu pháp thân Như Lai, các vị quần sinh hiện các màu, ví như huyễn sư biến hết thảy. Bồ Tát làm con của đấng Pháp Vương, trong nhà chư Phật ba đời, chứng được diệu pháp thân của Như Lai, các vị tất cả chúng sinh hiện ra đủ thứ sắc thân, giống như nhà huyễn thuật ngàn biến vạn hóa, chẳng có gì mà chẳng biến hóa được. Hoặc hiện ban đầu tu thắng hạnh, hoặc hiện sơ sinh và xuất gia, hoặc hiện dưới cây thành chánh giác, hoặc vì chúng sinh hiện niết bàn. Bồ Tát hoặc hiện ra ban đầu tu hành hạnh môn thủ thắng, hoặc hiện ra ban đầu sinh ra đời, hoặc hiện ra xuất gia tu đạo, hoặc hiện ra ở dưới cội bồ đề thành tựu quả Phật chánh đẳng chánh giác, hoặc thị hiện và niết bàn, vân vân tám tướng thành đạo. Bồ Tát trụ chỗ pháp hy hữu, chỉ cảnh giới Phật chẳng nhị thừa. Thần lời ý tưởng đều đã trừ, đủ thứ tùy nghi đều hiện được. Sở trụ của Bồ Tát đều là pháp ít có, làm gì cũng đều là cảnh giới của Phật, chứ chẳng phải là cảnh giới thành văn duyên giác nhị thừa. Thần khẩu ý ba nghiệp đều thanh tịnh, đều đã đoạn trừ ba nghiệp ác. Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn tùy nghi nói pháp, thể hiện tất cả thứ thần hình. Bồ Tát đắc được các Phật pháp, chúng sinh suy ngẫm pháp cuồng loạn, trí vào thật tế tầm vô ngại, khắp hiện Như Lai tự tại lực. Bồ Tát đắc được tất cả Phật pháp, chúng sinh suy ngẫm cảnh giới đó thì tâm sẽ phát cuồng loạn, trí huệ của Bồ Tát hay vào lý thể bát nhã chân thật, tâm chẳng quái ngại, khắp thị hiện tự tại thần lực của Phật. Đầy nơi thế gian chẳng gì bằng, hà huống lại thêm hạnh thù thắng, tùy chừa đầy đủ nhất thiết trí, đã được sức tự tại Như Lai. Cảnh giới đó ở tại thế gian chẳng có gì sánh bằng, hà huống càng ngày càng tăng thêm hạnh thù thắng. Tùy Bồ Tát chưa đầy đủ tất cả trí huệ của Phật, nhưng đã đắc được thần lực tự tại của Phật, đã trụ một thừa đạo cứu kính, vào sâu pháp tối thượng vi diệu, khéo biết chúng sinh thời phi thời, vì lợi ích mà hiện thần thông. Đã trụ nơi một thừa Phật đạo cứu kính, vào sâu pháp môn tối thượng vi diệu không thể nghĩ bàn, khéo biết tâm chúng sinh lúc nào cơ duyên thành thục độ được, lúc nào cơ duyên chẳng thành thục không thể độ được, hoàn toàn biết rõ, vì lợi ích chúng sinh cho nên thể hiện đủ thứ thần thông. Phần thần đầy khắp tất cả cõi, phóng tịnh quang minh diệt đời tối, ví như Long Vương nổi mây lớn, mưa khắp pháp vũ đều thấm nhuần. Bồ Tát hay phần thần vô lượng, đầy khắp tất cả cõi Phật, phóng đại trí huệ quang minh phá trừ tất cả đêm tối của thế gian, ví như Long Vương ở trong hư không nổi vầng mây lớn, các mưa xuống pháp vũ vi diệu khiến cho chúng sinh đều được thấm nhận pháp vũ. Quán sát chúng sinh như huyễn mộng, vì nghiệp lực nên thường lưu truyền, đại bi thương xót đều cứu vớt, vì nói pháp tánh tịnh vô vi. Bồ Tát quán sát tất cả chúng sinh như huyễn mộng, vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên chuyển đi chuyển lại trong sáu nẻo luân hồi, chẳng được giải thoát. Bồ Tát có tầm đại bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên cứu vớt tất cả chúng sinh thoát khổ được vui, vì chúng sinh mà nói pháp tánh thanh tịnh vô vi. Phật lực vô lượng đây cũng thế, ví như hư không chẳng bờ mé, vì khiến chúng sinh được giải thoát, ước kiếp siêng tu chẳng nhàm mỏi. Sức lực của Phật vô lượng vô biên,
Sức lực của Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cũng vô lượng vô biên, ví như hư không chẳng có bờ mé. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được giải thoát, cho nên trong ước kiếp xin tu Phật Pháp chẳng nhàm mỏi. Đủ thứ suy ngẫm diệu công đức, khéo tu nghiệp bậc nhất vô thượng, nơi các tháng hạnh luôn không bỏ, chuyên niệm họ thành nhất thiết trí. Dùng đủ thứ thiền định tam muội để tu hành tất cả diệu công đức, đắc được cảnh giới thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, khéo tu hành nghiệp bậc nhất vô thượng, nghĩa là phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo, tu tất cả pháp môn thù thắng, luôn luôn chẳng xả bỏ hành bồ tát đạo, chuyển nghĩ tất cả chúng sinh, chuyển hóa tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả trí huệ. Một thần thị hiện vô lượng thân, tất cả thế giới đều đến khắp, tâm ngài thanh tịnh chẳng phân biệt, một niệm sức tư nghỉ như vậy. Một thân hay thị hiện vô lượng thân lại thị hiện ra một thân. Thần thông này hay dùng đầy khắp tất cả thế giới. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh, cho nên lúc hành Bồ Tát đạo hoặc lúc giáo hóa chúng sinh chẳng có phân biệt, chẳng màng chúng sinh thiện hay ác. Ngài là một luật bình đẳng, chẳng phân chia đó đây xem như nhau. Mà trong một niệm đi khắp mười phương thế giới, hết thảy các cõi nước chư Phật, sức không thể nghĩ bàn, tức là như vậy. Nơi các thế gian chẳng phân biệt, nơi tất cả pháp chẳng vọng tưởng, tùy quán các pháp chẳng thủ lấy, luôn cứu chúng sinh chẳng chỗ độ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh trong tất cả thế gian, dùng trí quang để chiếu soi căn tánh của tất cả chúng sinh, mà chẳng phân biệt chúng sinh thiện ác. Đối với tất cả pháp đều chẳng sinh ra vọng tưởng. Tôi dùng pháp gì để giáo hóa chúng sinh? Tuy dùng trí huệ để quan sát các pháp, nhưng chẳng thủ lấy các pháp, luôn luôn cứu độ chúng sinh, mà chẳng chấp trước tướng độ chúng sinh. Chúng ta người tu đạo đừng có tư tưởng tuyên truyền cái ngã của mình. Ê, anh biết không, tôi đang hành Bồ Tát đạo, tôi đang giáo hóa chúng sinh, tôi đang cứu độ chúng sinh, vân vân. Do đó, suốt ngày độ chúng sinh mà chẳng độ, phải có tinh thần như vậy. Trong Thiền Tông có nói, suốt ngày ăn cơm chưa ăn một hạt gạo, suốt ngày mặc áo chưa mặc một sợi tơ. Tại sao phải nói như vậy? Là vì dạy người đừng chấp trước, đừng giữ lấy tướng. Tất cả thế gian chỉ là tưởng, trong đó đủ thứ đều khác nhau. Biết cảnh giới tưởng hiểm lại sâu, vì họ hiện thần thông cứu thoát. Do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành thế gian hư vọng, cho nên nói tất cả thế gian chỉ là tưởng. Trong thế gian có đủ thứ vọng tưởng, mỗi loại chúng sinh có mỗi loại vọng tưởng đều khác nhau. Bồ Tát biết cảnh giới vọng tưởng là nguy hiểm, lại vừa sâu vừa rộng, cho nên thể hiện thần thông để cứu thoát tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Mục đích của chúng ta tu đạo là đối trị vọng tưởng, phải tu dứt trừ vọng tưởng. Làm thế nào để dứt trừ vọng tưởng? Như là đã thất đói, không ăn cơm, tức là đánh chết vọng tưởng. Tôi thường hỏi các vị đã chết chưa, chẳng phải nói là người chết chưa, mà là hỏi vọng tưởng đã chết chưa, có còn lòng tham không, có biết đã mấy ngày tâm không ăn cơm chăng? Nếu còn cái tâm này thì đó là vọng tưởng, đó là chứng minh tâm tham vẫn chưa dừng lại. Đã thất đói là phương pháp đối trị tâm tham. Bạn vọng tưởng muốn ăn vật gì chăng thì không cho nó ăn, bạn muốn uống sữa chăng thì không cho nó uống. Đó là đấu tranh với vọng tưởng. Đó là một thứ sức lực không gì so sánh của người tu đạo để chinh phục vọng tưởng, điều phục vọng tưởng, để không thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo. Ví như huyễn sư sức tự tại, thần biến Bồ Tát cũng như vậy, thần khắp pháp giới và hư không, tùy tâm chúng sinh đều thấy được. Thần thông chẳng phải là chân thật, giống như nhà huyễn thuật, có thể từ không hóa có, từ có hóa không, lại có thể lúc lớn lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, có một thứ sức tự tại, do đó biến hóa khó dò, tức cũng là biến hóa vô cùng. Bồ Tát dùng thần thông biến hóa cũng như thế, một thân có thể sung mãn khắp cùng hết thảy pháp giới và hư không giới, tùy tâm niệm của chúng sinh mà thị hiện, thầy đều nhìn thấy Bồ Tát thị hiện thân. Năng sở phân biệt, hai đều lìa, tạp nhiễm thanh tịnh chẳng thủ lấy, hoặc trói hoặc mở trí đều mất, nhưng huyện ban vui khắp chúng sinh. Chẳng có cái năng phân biệt, cũng chẳng có cái sở phân biệt, năng sở phân biệt đều lìa. Tâm của Bồ Tát chẳng có tạp nhiễm, cũng chẳng có thanh tịnh, cho nên gọi bất cấu bất tịnh đều chẳng thủ lấy. Chẳng chấp trước dơ, cũng chẳng chấp trước sạch, hoặc bị nghiệp ràng buộc đều, hoặc đắc được giải thoát. Bất luận là trói buộc hoặc giải thoát, cả hai trí huệ này đều hoàn toàn mất đi.
Nhưng nguyện ban vui cho chúng sinh, lợi ích khắp chúng sinh. Tại sao thế giới có chiến tranh? Vì mọi người tranh giành lợi ích. Bạn tranh tôi giành thì phát sinh chiến tranh. Người ngu si thì bị người thông minh gạt gẫm. Người thông minh chẳng những gạt người mà còn gạt chính mình. Do đó, thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Chiến tranh trên thế gian hoặc chiến tranh là vì danh hoặc vì lợi. Nếu buông xả giành lợi thì chẳng có tranh cũng chẳng có giành. Nhân loại hòa bình với nhau thì biến thành thế giới thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát đem tất cả lợi ích hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chính mình một chút cũng chẳng cần. Chỉ cần có lợi ích đối với chúng sinh hay khiến cho chúng sinh hoan hỷ thì Bồ Tát mãn nguyện. Do đó, quên người không ta. Bồ Tát có tư tưởng này thì còn có ai đến chiến tranh với Bồ Tát chăng? Dù Ma Vương thấy Bồ Tát cũng sinh tâm hoan hỷ mà chẳng chiến tranh, người người đều học tinh thần của Bồ Tát, tất cả vì người chẳng vì mình, thì trên thế giới tuyệt đối chẳng có chiến tranh, vĩnh viễn hòa bình. Tất cả thế gian do sức tưởng, dùng trí mà vào tâm chẳng sợ, suy ngẫm các pháp cũng như thế, ba đời thôi cầu chẳng thể được. Tất cả thế gian hư vọng là do sức vọng tưởng mà thành tựu. Bồ Tát dùng trí huệ để minh bạch thế gian tất cả hư vọng thì tâm chẳng sợ hãi, sẽ nhìn xuyên thấu, buông xả đặng. Suy ngẫm tất cả pháp đều như vậy, tu thiền định, tư duy tu, tu trí huệ, văn tư tu cũng như thế. Đời quá khứ không thể được, đời hiện tại không thể được, đời vị lai không thể được. Tại sao? Vì thời gian quá khứ đã qua rồi, thời gian hiện tại cũng chẳng ngừng, thời gian vị lai thì chưa đến. Cho nên ba đời thôi cầu tất cả không thể được, tất cả chẳng có thật thể. Thôi cầu thế nào cũng tìm chẳng được, vì rõ là không thể được. Hay vào quá khứ xong thuở trước, hay vào vị lai xong thuở sau, hay vào hiện tại, tất cả nơi thường xuyên quán sát chẳng chỗ có. Suy ngẫm các pháp ba đời không thể được, hay vào quá khứ thì thuở trước cũng chẳng có, hay vào vị lai thì thuở sau cũng chẳng có, hay vào hiện tại thì tất cả thời gian và không gian, tất cả mọi nơi cũng chẳng có. Thường thường quan sát tất cả các pháp đều rõ là không thể được. Tùy thuận niết bàn pháp vắng lặng, trụ nơi vô tránh chẳng chỗ nương, tâm như thật tế chẳng gì bằng, chuyên hướng bồ đề vĩnh bất thối. Tại sao tất cả các pháp chẳng thể được? Vì tùy thuận pháp niết bàn vắng lặng cho nên rõ không thể được. Trụ ở trong tam muội vô tránh và chẳng có tranh luận với ai, cũng chẳng nương tựa hết thảy pháp. Tâm tức là thật tướng tức là tâm. Thật tướng này chẳng gì sánh bằng, chỉ là hướng về đạo Bồ Đề mà đi, vĩnh viễn chẳng quay đầu lại, tức cũng là chẳng sinh tâm thối chuyển. Người tu hành nhất định tiến về trước, đừng lùi về sau, bằng không sẽ cách rất xa đạo Bồ Đề. Tu các tháng hạnh chẳng thối sợ, an trụ Bồ Đề chẳng lay động. Phật và Bồ Tát hiện ra đời, tận nơi pháp giới đều thấu rõ. Bồ Tát tu hành tất cả hạnh thù thắng thì chẳng sợ tất cả gian nan khốn khổ, an trụ ở đạo Bồ Đề thì chẳng bị tư tưởng khác làm dao động, nghĩa là vĩnh viễn có đạo tâm kiên cố, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, chẳng bị ma khảo nghiệm mà sinh tâm thối lùi. Chư Phật Bồ Tát ở tại thế gian, hết thảy đạo lý pháp giới đều hoàn toàn thấu rõ minh bạch. Muốn được đạo đệ nhất tối thắng, được nhất thiết trí vừa giải thoát, hãy mau chóng phát tâm Bồ Đề, vĩnh giải các lậu lợi quần sinh. Bồ Tát tu hành muốn đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên đắc được nhất thiết trí huệ, trở thành vô giải thoát trong sự giải thoát. Làm thế nào để đắc được cảnh giới này? Hãy mau cấp tốc phát tâm đại Bồ Đề, vĩnh viễn rút sạch tập khí mau bệnh, vô minh phiền não của mình. Nếu được như vậy thì chẳng còn lậu. Lậu tức là có tầm dục, tầm dục tức là gốc rễ của sinh tử. Nói cho dễ hiểu thì là ai có lậu thì người đó không thể thoát khỏi ba cõi. Tu đạo tức là phải vĩnh viễn sạch các lậu, nhất là tâm dâm dục rất là quan trọng. Nếu hư tâm niệm dấy lên thì có lậu, lậu đi vào trong ba cõi thọ sinh tử. Nếu như vĩnh viễn rất sạch các lậu thì sẽ lợi ích quần sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích diệu dụng. Hướng về Bồ Đề tâm thanh tịnh, công đức rộng lớn không thể nói, vì lợi chúng sinh nên khen thuật. Các ông hiển nhân khéo lắng nghe, thường thường hướng về đạo Bồ Đề thì trong tâm sẽ thanh tịnh, công đức phát tâm Bồ Đề rộng lớn vô biên không thể nói hết được. Tất nhiên không thể nói ra, vậy tại sao lại phải nói?
vì muốn khiến cho chúng sinh đồng phát tâm Bồ Đề, đồng thành đạo vô thượng, cho nên trong sự không thể nói lại nói công đức này. Các ông, chỉ chúng đại hội Hoa Nghiêm, các vị hiền nhân nên chú ý nghe đạo lý tôi nói. Vô lượng thế giới làm bụi hết, trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi, trong đó chư Phật đều vô lượng, thầy đều thấy rõ chẳng thủ lấy. Ví như đem vô lượng vô biên thế giới đều nghiền nát thành từng hạt bụi, trong mỗi hạt bụi lại hiện ra vô lượng vô biên chư Phật đang ở trong đó giáo hóa chúng sinh. Song Bồ Tát ban đầu phát tâm đối với số mục rộng lớn phân tích được rất rõ ràng mà chẳng chấp trước số mục, cho nên nói thầy đều thấy rõ chẳng thủ lấy. Khéo biết chúng sinh không sinh tưởng, khéo biết lời lẽ chẳng lời tưởng, nơi các thế giới tầm vô ngại đều khéo biết rõ chẳng chấp trước. Vì Bồ Tát có tha tâm thông, cho nên khéo biết sự nghĩ tưởng trong tâm chúng sinh, ngài dùng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, song chẳng chấp trước có giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát đối với tất cả lời lẽ hoàn toàn thấu rõ, chẳng những nói được mà còn viết được bất cứ loại ngôn ngữ nào, ngài đều có thể không thầy mà tự biết, cho nên dùng đủ thứ lời lẽ để giáo hóa đủ loại chúng sinh, song chẳng chấp trước lời lẽ. Đối với hết thảy tất cả trong tất cả thế giới đều minh bạch, tâm chẳng quái ngại, bất cứ pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian đều thấu triệt mà chẳng chấp trước. Tâm lượng rộng lớn như hư không, sự việc ba đời đều thông đạt, tất cả nghi hoặc đều trừ diệt, chánh quán vật pháp chẳng thủ lấy. Tư tưởng và hành vi của Bồ Tát rộng lớn vô biên như hư không, đối với sự việc ba đời đều hoàn toàn thấu rõ, thông đạt vô ngại, hết thảy tất cả vô minh và mê hoặc đều trừ sạch, tùy tu trì tất cả Phật pháp, nhưng chẳng chấp trước tất cả pháp. Mười phương vô lượng các cõi nước, một niệm qua đến tâm chẳng chấp, thông đạt thế gian các pháp hồ, đều trụ vô sinh chân thật tế. Mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật, Bồ Tát có thể trong một niệm, đều qua đến mười phương các cõi Phật để cúng dường chư Phật, giáo hóa tất cả chúng sinh, bất cứ đến nước nào tâm đều chẳng chấp trước. Thấu rõ thông đạt tất cả vui của thế gian đều là nhân của các khổ, do đó các khổ đốt nhau, các ma đầy rẫy. Ngài thường trụ ở thật tướng lý thể, pháp chân thật vắng lặng. Vô lượng nan tư chỗ chư Phật đều đến hội đó chiêm lễ Phật, thường làm thượng thủ hỏi Như Lai các hạnh nguyện tu của Bồ Tát. Chỗ các đức Phật nhiều không thể suy tưởng được, không thể nói được. Bồ Tát thảy đều qua đến pháp hội đạo tràng của chư Phật, lễ bái chư Phật, chiêm ngưỡng chư Phật, làm thượng thủ, đại biểu đại chúng hướng Phật thỉnh pháp. Đây là tất cả nguyện, tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành. Tâm thường nghĩ nhớ mười phương Phật, mà chẳng chỗ nương chẳng thủ lấy, luôn khuyên chúng sinh trồng căn lành, trang nghiêm cõi nước khiến thành tịnh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, cho nên trong tâm thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật. Tuy nhiên nghĩ nhớ, nhưng chẳng ỷ lại, cũng chẳng thủ lấy. Tại sao? Vì Bồ Tát biết Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành, mình sẽ thành Phật, cho nên chẳng chấp trước. Bồ Tát thường dùng phương tiện pháp môn, đủ thứ lời lẽ để khuyên tất cả chúng sinh trồng nhiều cát lành, vun bồi cát lành, khiến cho tăng trưởng, khiến cho chín mùi đất được giải thoát. Ngài lại trang nghiêm mười phương cõi nước chư Phật khiến cho thanh tịnh. Tất cả hướng sinh nơi ba cõi dùng mắt vô ngại để quan sát, hết thảy tập tánh các căn hiểu vô lượng vô biên đều thấy rõ. Tất cả chúng sinh hướng về chỗ sinh nơi ba cõi, Bồ Tát dùng mắt trí huệ vô ngại để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, hết thảy đủ thứ tập khí căn tánh trì giải của chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, song Bồ Tát đều hoàn toàn thấy rõ. Chúng sinh tâm thức đều biết rõ, như vậy tùy nghi vì nói pháp nơi các nhiễm tịnh đều thông đạt, khiến họ tu trì vào trong đạo. Chúng sinh có đủ thứ tâm ưa thích, Bồ Tát thầy đều biết rõ, vì Bồ Tát minh bạch căn tánh và ước muốn của chúng sinh mà nói pháp phương tiện khéo léo. Bồ Tát đối với pháp nhiễm ô và pháp thanh tịnh đều thông đạt vô ngại, minh bạch thấu rõ, khiến cho tất cả chúng sinh y pháp tu hành, đối trị tất cả tập khí mạo bệnh, khiến cho vào đạo vô thượng. Vô lượng vô biên các tam muội, Bồ Tát một niệm đều vào được, trong đó tường trí và sở duyên đều khéo biết rõ được tự tại. Vô lượng vô số tam muội giải thoát, Bồ Tát có thể trong một niệm đều vào được vọng tưởng trí huệ phan duyên vân vân, tất cả ở trong tam muội đều thấu triệt rất rõ ràng, biết tỉ mỉ đắc được chân chánh tự tại thanh tịnh.
Bồ Tát được trí rộng lớn này mau hướng Bồ Đề chẳng chướng ngại, vì muốn lợi ích các quần sinh nơi nơi tuyên dương pháp đại nhân. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, đắc được trí huệ rộng lớn này, thấu rõ tất cả cảnh giới, mau hướng về đạo Bồ Đề chẳng có gì chướng ngại. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh cho nên khắp nơi đều tuyên dương pháp đại nhân. Pháp đại nhân là tám pháp giác nói ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. 1. Giác thế gian vô thường. 2. Giác nhiều tham dục là khổ. 3. Giác tâm chẳng nhảm đủ. 4. Giác giải đãi đọa lạc. 5. Giác ngu si sinh tử. 6. Giác nghèo khổ nhiều oán. 7. Giác năm dục họa hoạn. 8. Giác sinh tử thiêu đốt khổ não vô lượng. 8 việc này là pháp giác ngộ của Phật Bồ Tát Đại Nhân. Trong kinh Di Giáo, kinh Niết Bàn cũng nói 8 thứ pháp. 1. Thiểu dục, tức là chẳng có háo danh, cũng chẳng có háo lợi, chẳng có ham muốn làm lãnh tụ, cũng chẳng có ham tranh luận, tóm lại chẳng có tham dục gì. 2. Tri túc, tức là tâm không tham, do đó tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Người biết đủ thì luôn luôn an lạc, người chẳng biết đủ thì luôn luôn khổ đau, do đó tham tâm bất túc xả tôn thượng. Mọi thời mọi nơi luôn luôn biết đủ thì chẳng có phiền não. 3. Tịch tĩnh, lìa khỏi phiền não là tịch, đoạn tuyệt khổ hoạn là tĩnh, tức là chẳng có tiếng ồn ào. Pháp của bậc đại nhân giác, tức là ưa thích vắng lặng, không tiếng động. 4. Tinh tấn, tức là siêng học dũng mãnh tinh tấn, do đó nghiệp tinh ưu siêng, nghề nghiệp giỏi nhờ siêng năng. Người tu đạo dụng một phần công thì có một phần giá trị. Thời gian của người tu đạo rất quý báu, có thể nói một tấc thời gian là một tấc vàng, phải thân tâm đều tinh tấn. Ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, phải vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. 5. Chánh niệm, tức là niệm chánh đáng thanh tịnh, chứ chẳng phải là tà niệm. Chánh niệm tức là tâm thanh tịnh, tà niệm tức là tâm nhiễm ô. 6. Chánh định, chẳng lệch chẳng tà là chánh, chẳng suy chẳng nghĩ là định, tức cũng là biểu hiện chẳng động tâm. Người tu đạo phải có mắt chọn pháp, tu chánh định, chẳng tu tà định. 7. Chánh huệ, tức là trí huệ chân chánh, biện rõ thị phi, rõ thiện ác, phân tích xử lý, mười phần chánh quyết, không thể có tiểu thông minh thế trí biện thông, đó là trí huệ tà. 8. Chẳng hí luận, Phật Bồ Tát thì chẳng nói tiếu, đều là nói lời chân thật, chẳng có pháp hí luận. 8 pháp này là pháp của bậc đại nhân tu. Khéo biết thế gian kiếp dài ngắn, một tháng, nửa tháng và ngày đêm, cõi nước khác nhau tánh bình đẳng, thường xuyên quan sát chẳng phóng dật. Bồ Tát có thể quan sát nhân duyên ngoài 8 vạn đại kiếp, A La Hán chỉ có thể quan sát nhân duyên trong vòng 8 vạn đại kiếp. Vị Bồ Tát này chẳng những quan sát được sự vận 8 vạn đại kiếp, mà dù kiếp dài nhất và kiếp ngắn nhất cũng đều có thể biết rất rõ ràng. Mỗi thế giới có thành trụ hoại không 4 kiếp là một đại kiếp, trong một đại kiếp có 20 tiểu kiếp, tóm lại trong kiếp dài có vô số kiếp thành trụ hoại không. Trong kiếp ngắn, có một tháng hoặc nửa tháng, thậm chí thời gian ngắn một ngày đêm, cõi nước tùy khác nhau, nhưng tánh cõi nước đều bình đẳng. Bồ Tát thường siêng tu học đủ thứ trí huệ, quan sát nhân duyên thành trụ hoại không, lúc nào cũng tinh tấn, chẳng phóng dật, cũng chẳng giải đãi. Đến khắp mười phương các thế giới mà các nơi đến chẳng thù lấy, nghiệm tịnh cõi nước đều không thừa, cũng chẳng sinh phân biệt thanh tịnh. Bồ Tát đến khắp mười phương các thế giới, đi lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường. Đến các thế giới mà chẳng chấp trước, cũng chẳng có tâm phân biệt. Ngài chỉ biết đến mười phương để gần gũi chư Phật, đi chẳng nghiệm thành tịnh hết thảy cõi nước chư Phật. Tùy nghiệm tịnh cõi nước mà chẳng sinh tưởng phân biệt thanh tịnh trang nghiêm cõi nước. Chúng sinh thị xứ hoặc phi xứ, cùng với các nghiệp cảm báo khác, tùy thuận đi tu vào Phật lực. Nơi đó tất cả đều biết rõ. Bồ Tát chẳng màng chúng sinh ở thiên đường cũng tốt, tại địa ngục cũng tốt, và ba nghiệp cảm báo khác biệt, Ngài đều tùy cơ nói pháp, tức cũng là quán cơ thí pháp. Tóm lại, vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc, tùy thuận tư duy mà dùng đủ thứ sức phương tiện của chư Phật, đối với chúng sinh nên dùng pháp gì để giáo hóa được, thì Bồ Tát đều thấy rõ. Tất cả thế gian đủ thứ tánh, đủ thứ chỗ làm trụ ba cõi, lợi căn cùng với trung hạ căn,
Như vậy tất cả đều quán sát. Tất cả thế gian hết thảy chúng sinh có đủ thứ căn tánh, vì chúng sinh có đủ thứ nghiệp tạo tác, cho nên trụ ở trong ba cõi luân chuyển không ngừng, bất luận là lợi căn hoặc trung căn hay hạ căn. Căn tánh như vậy Bồ Tát đều quan sát được rất rõ ràng. Tịnh và bất tịnh đủ thứ hiểu, thắng liệt và chung đều thấy rõ. Tất cả chúng sinh chỗ đi đến, ba cõi liên tục đều nói được. Căn tánh của chúng sinh hoặc là thanh tịnh hoặc chẳng thanh tịnh, tình hình như vậy Bồ Tát đều thấu rõ. Hoặc là thắng căn hay liệt căn, hoặc trung căn hay trung căn, Bồ Tát đều thấy rõ hết. Tất cả chúng sinh trồng nhân gì, kết quả gì, tu pháp môn gì, thành tựu quả vị gì, tất cả đều tự mình tu hành. Tại sao chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử luân hồi lại liên tục chẳng đoạn tuyệt? Bồ Tát lại có tâm từ bi, vì chúng sinh giải thích tỉ mỉ, khiến cho họ biết nguồn gốc sinh tử. Thiền định giải thoát các tam muội, nhiễm tịnh nhân khởi đều khác nhau, cùng với khổ vui thù đời trước, tịnh tu Phật lực đều thấy được. Thiền định có 9 thứ đệ định, tức là tứ thiền, tứ không xứ và diệt thọ tưởng định. Đây là định trì, tức tất cả tâm thức. Giải thoát có 8 giải thoát, tức là 1. Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 2. Trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi tưởng xứ giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng định, thần tác chứng, cụ túc trụ. Tam muội dịch là định, tâm dừng nơi một cảnh, chẳng khiến cho tán động, đây gọi là định. Tam muội có nhiều thứ, ví như niệm Phật tam muội, pháp hoa tam muội, hải ấn tam muội, duy tâm tam muội, an thuyền tam muội, du hí tam muội, vân vân, tức cũng là tất cả định. Nếu chồng nhân nhiễm ô, thì chẳng dễ gì được định. Nếu chồng nhân thanh tịnh, thì dễ dàng được định, cũng dễ dàng được giải thoát. Cho nên nói nhiễm tịnh nhân khởi đều khác nhau. Hoặc đời trước thọ nhiều khổ, hoặc hưởng nhiều vui, đều do nhân chồng khác nhau. Cho nên Bồ Tát thanh tịnh tu tập thập lực của Phật, đối với tất cả nhân duyên đều thấy được rất rõ ràng. Chúng sinh nghiệp hoặc tục các cõi, giết các cõi này được vắng lặng, đủ thứ pháp lậu vĩnh chẳng sinh, và tập chúng đó đều biết rõ. Tại sao chúng sinh luân hồi trong 6 nẻo? Vì nghiệp hoặc liên tục, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên liên tục không ngừng. Nếu dứt trừ được 6 nẻo luân hồi thì đắc được vắng lặng, thoát khỏi ba cõi. Nếu dứt trừ được tập khí, mau bệnh, vô minh phiền não vân vân thì vĩnh viễn chẳng sinh nữa, và tập tánh trùng tử đó Bồ Tát cũng đều biết rõ. Như Lai phiền não đều trừ sạch, đại trí quang minh chiếu thế gian, Bồ Tát ở trong Phật thập lực, tuy chưa chứng được cũng chẳng nghi. Phật đã dứt trừ sạch tất cả phiền não, cho nên trí huệ vốn có hiện tiền. Đại trí huệ quang minh đó chiếu khắp nơi thế gian. Bồ Tát ở trong 10 tứ trí huệ lực của Phật, tuy chưa chứng được 10 lực của Phật, nhưng tự hào chẳng có hoài nghi. Bồ Tát ở trong một lỗ lông, hiện khắp 10 phương vô lượng cõi, hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, đủ thứ nghiệp làm đều rõ được. Bồ Tát có thần thông diệu dụng, có thể ở trong một lỗ chân lông khắp hiện ra 10 phương vô lượng các cõi nước chư Phật, hoặc có cõi nước tạp nhiễm, hoặc có cõi nước thanh tịnh, chúng sinh khởi đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ quả báo, Bồ Tát đều thấu rõ được. Trong một hạt bụi vô lượng cõi, vô lượng chư Phật và Phật tử, các cõi khác nhau chẳng tạp loạn, như một tất cả đều thấy rõ. Ở trong một hạt bụi hiện ra được vô lượng cõi nước chư Phật, ở trong vô lượng cõi nước chư Phật lại có vô lượng chư Phật, ở trong đó diễn nói diệu pháp. Ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật lại có vô lượng đại Bồ Tát đang ở trong đó nghe Phật diễn nói diệu pháp. Ở trong một hạt bụi hoặc ở một lỗ chân lông hiện ra vô lượng cõi Phật có hàng lối chẳng tạp loạn. Bồ Tát thấy được mỗi cõi Phật, cho đến hết thảy cõi Phật đều thấy rõ ràng. Nơi một lỗ lông thấy 10 phương tận cõi hư không các thế gian, chẳng có nơi nào không có Phật. Như vậy cõi Phật đều thanh tịnh. Bồ Tát có thể trong một lỗ chân lông nhìn thấy 10 phương hết thảy thế giới, tận hư không biến pháp giới, các thế gian đều hoàn toàn nhìn thấy được, chẳng có một nơi nào mà chẳng thấy Phật ở đó truyền đại pháp luân, giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong mỗi lỗ lông đều hiện ra 10 phương thế giới,
Trong mỗi thế giới có vô lượng chư Phật đang diễn nói diệu pháp. Những cõi Phật đó đều thanh tịnh trang nghiêm. Ở trong lỗ lông thấy cõi Phật, lại thấy tất cả các chúng sinh, ba đời sáu nẻo đều khác nhau, ngày đêm tháng giờ có buộc dài. Bồ Tát có thể ở trong một lỗ trần lồng thấy được mười phương các cõi nước Phật. Chẳng những thấy được các cõi Phật mà còn thấy được tất cả chúng sinh trong ba đời sáu nẻo đều có nghiệp báo khác nhau, ngày đêm tháng giờ đều khác nhau, hoặc bị nghiệp ràng buộc hoặc được giải thoát. Như vậy các Bồ Tát đại trí truyền tâm hướng về bậc Pháp Vương, chỗ của Phật chủ thận tư duy mà được vô biên đại hoan hỷ. Như vậy có các Bồ Tát đại trí huệ truyền tâm hướng về quả vị Pháp Vương, tức là tu pháp lục độ vạn hạnh, mới có thể trụ ở chỗ Đức Phật, tùy thuận tư duy của Phật mà đắc được vô biên đại hoan hỷ. Bồ Tát phần thần vô lượng ức, cúng dường tất cả các Như Lai, thần thông biến hiện thắng vô tỷ, chỗ hành của Phật đều trụ được. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề hay phần thần thành vô lượng ức, đến các mười phương chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Thần thông biến hiện của Bồ Tát rất thù thắng, chẳng gì sánh bằng. Phàm là nơi có Phật giáo hóa chúng sinh, Bồ Tát đều đến cúng dường, vì Bồ Tát rộng tu pháp môn cúng dường. Chỗ vô lượng Phật đều suy ngưỡng, hết thầy tạng pháp đều nếp vị, thấy Phật nghe pháp riêng tu hành, như uống cam lồ tâm hoan hỷ. Bồ Tát ở chỗ của vô lượng chư Phật, suy xét nghiên cứu nghĩa lý pháp của chư Phật nói, kính ngưỡng Phật pháp dụng công tu tập, hết thầy tạng pháp của Phật, Bồ Tát đều tìm pháp vị ở trong đó. Thấy được Phật, nghe được pháp, bèn siêng năng tu hành nghiên cứu pháp lý, giống như uống nước cam lồ ngon ngọt, giải trừ đi sự khô khát, tiêu trừ hết tham sân si, cho nên tâm sinh đại hoan hỷ. Đã được Như Lai thắng tam muội, kéo vào các pháp trí tăng trưởng, tâm tín chẳng động như tu di, pháp làm quần sinh công đức tạng. Bồ Tát ban đầu phát Bồ Đề tâm thì đã đắc được định thù thắng của chư Phật, kéo vào các pháp, dễ nói các pháp, thì trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, tâm tin càng ngày càng vững chắc, tuyệt đối chẳng dao động như núi tu di, khắp vì chúng sinh mà làm công đức tạng. Tâm từ rộng lớn khắp chúng sinh, đều nguyện sớm thành nhất thiết trí, mà luôn chẳng chấp, chẳng chỗ nương, lìa các phiền não được tự tại. Tâm từ bi của Bồ Tát rộng lớn vô bờ, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện chúng sinh sớm được thành tựu tất cả trí huệ. Tuy đắc được trí huệ, nhưng chẳng chấp trước, cũng chẳng chỗ nương tựa, để khỏi tất cả phiền não mà đắc được tự tại. Tại sao chúng sinh làm chúng sinh? Vì chẳng có lìa khỏi tất cả phiền não. Nếu lìa khỏi phiền não thì sẽ được giải thoát, đắc được tự tại. Tại sao Bồ Tát làm Bồ Tát? Vì chẳng có phiền não, bất luận việc gì đều nghĩ đến chúng sinh, chẳng có chút tâm ích kỷ lại mình hào, chỉ muốn lợi ích cho chúng sinh. Ngài cam tâm tình nguyện hy sinh tánh mạng của mình để phục vụ cho chúng sinh, tinh thần này thật là vĩ đại. Thương xót chúng sinh trí rộng lớn, khắp nhiếp tất cả đồng như mình, biết không vô tướng chẳng chân thật, mà hành tâm nguyện chẳng giải thối. Bồ Tát có trí huệ rộng lớn, thương xót tất cả chúng sinh, cho nên khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh như đồng nhiếp thọ chính mình. Bồ Tát biết các pháp đều không, chẳng có thật tánh, nhưng hành tâm nguyện của Bồ Tát đạo vĩnh viễn chẳng giải đãi, chẳng thối lùi. Bồ Tát phát tâm công đức lượng, ước kiếp khen ngợi không hết được, vì sinh tất cả các Như Lai, độc giác thanh văn đều an lạc. Lượng công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm, dùng ước kiếp thời gian dài để khen ngợi tán thán cũng nói không hết được. Mười phương chư Phật thuở xưa đều hành Bồ Tát đạo, đây là khiến cho hàng thanh văn và độc giác đều đắc được an lạc. Mười phương cõi nước, các chúng sinh, thảy đều thí an vô lượng kiếp, quyền giữ năm giới và thập thiện, tứ thiền tứ đẳng các định xứ. Bồ Tát trong mười phương các cõi nước, thường hành bố thí, khiến cho tất cả chúng sinh đã được an lạc, trải qua thời gian vô lượng kiếp, lại khuyên nói hướng dẫn tất cả chúng sinh giữ năm giới, tu mười điều lành, và tu tứ thiền định và tứ đẳng định. Tứ đẳng tức là tứ không định, diệt thọ tưởng định, đây là các định xứ. Lại trong nhiều kiếp thí an lạc, khiến dứt các hoặc thành La Hán, các phước đức đó tuy vô lượng, chẳng bằng công đức phát tâm này. Bồ Tát lại ở trong nhiều đời nhiều kiếp, bố thí tất cả an lạc cho chúng sinh,
khiến cho tất cả chúng sinh dứt hoặc chứng chân trở thành quả vị A-la-hán. Phước đức đó tuy vô lượng vô biên, nhưng chẳng bằng so với công đức pháp Bồ Đề Tâm. Lại dạy ước chúng thành duyên giác, được vô tánh hành đạo vi diệu, dùng đó mà sánh tâm Bồ Đề, tính đếm ví dụ chẳng bằng được. Bồ Tát lại dạy trăm ngàn vạn ước chúng sinh thành tựu quả vị duyên giác, đắc đời tam muội vô tránh, hành đạo vi diệu không thể nghĩ bàn, công đức đó vô lượng vô biên. Song so sánh với công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề, dùng sự tính đếm ví dụ để hình dung cũng chẳng bằng được. Một niệm qua được cõi số bụi, như vậy trải qua vô lượng kiếp, các cõi đó đếm còn tưởng được, công đức phát tâm chẳng biết được. Trong một niệm có thể đi qua các cõi Phật nhiều như số hạt bụi, cảnh giới như vậy trải qua vô lượng kiếp thời gian, cõi Phật đó đếm cũng chẳng cách chi biết được. Song tính đếm còn có thể biết được số lượng, nhưng công đức ban đầu phát tâm chẳng có ai biết được là bao nhiêu. Quá khứ, vị lai và hiện tại, hết thảy kiếp số vô biên lượng, các kiếp đó đếm có thể biết, công đức phát tâm không dò được. Kiếp quá khứ, kiếp vị lai, kiếp hiện tại, hết thảy kiếp số vô lượng vô biên, chẳng biết được có bao nhiêu. Những kiếp số đó còn có thể biết được, song công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề chẳng có ai có thể dò lường được cứu kính là bao nhiêu. Dùng tâm Bồ Đề khắp mười phương, hết thảy phân biệt đâu chẳng biết, một niệm ba đời đều thông đạt, vì lợi ích vô lượng chúng sinh. Dùng tâm Bồ Đề rộng lớn đầy khắp mười phương thế giới, hết thảy căn tánh và chi giải của chúng sinh đâu mà chẳng biết. Trong một niệm thời gian ba đời đều thông đạt vô ngại, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vì lợi ích vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Mười phương thế giới các chúng sinh muốn hiểu phương tiện ý hành vi, với bờ mé hư không dò được, công đức phát tâm khó biết được. Mười phương thế giới hết thảy chúng sinh, Bồ Tát đều muốn minh bạch phương tiện trí huệ và ý niệm hành vi của họ, cùng với bờ mé của hư không có thể dò thường được, nhưng công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề khó dò đường biết được. Bồ Tát trí nguyện đồng mười phương, tâm từ nhuần khắp các quần sinh, khiến họ tu thành công đức Phật, cho nên lực đó chẳng bờ mé. Bồ Tát ban đầu phát tâm trí nguyện đầy khắp mười phương, dùng tâm từ bi độ khắp chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, tu thành công đức của Phật. Vì nhân duyên đó cho nên sức lực công đức ban đầu phát tâm chẳng có bờ mé. Chúng sinh muốn hiểu tâm ưa thích, các căn phương tiện hành khác nhau, ở trong một niệm đều thấu rõ, nhất thiết trí trí tâm đồng nhau. Sự ưa muốn của chúng sinh, sự hiểu biết của chúng sinh, tâm ưa thích của chúng sinh, các căn và sở hành phương tiện pháp môn của chúng sinh đều khác nhau mà chẳng giống nhau, tuy rất phức tạp nhưng Bồ Tát có thể trong một niệm đều biết được. Vì nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí tâm đều đồng nhau, chẳng có khác biệt. Phát tâm hay lìa nghiệp phiền não, cúng dường tất cả các Như Lai, nghiệp hoặc sẽ lìa dứt liên tục, khắp nơi ba đời được giải thoát. Phát tâm Bồ Đề hay lìa khỏi tất cả nghiệp phiền não, mà hay rộng tu cúng dường tất cả chư Phật, nghiệp và mê hoặc mà chúng sinh đã tạo ra đều đã dứt tuyệt, quả sinh tử cũng đoạn tuyệt, chẳng còn liên tục nữa, khắp nơi ba đời đều đã được giải thoát. Một niệm cúng dường vô biên Phật, cũng cúng vô số các chúng sinh, cũng cúng hương hoa và màn đẹp, trang pha lọng báu y phục tốt. Bồ Tát dùng sức thần thông ở trong một niệm cúng dường mười phương vô số chư Phật, cũng cúng dường vô số các chúng sinh. Dùng gì để cúng dường? Dùng đủ thứ hương thơm hoa đẹp, màn quý và tràng báu, phàn báu, lọng báu, y phục tốt đẹp để cúng dường. Thức ngon tỏa quý nơi kinh hành, đủ thứ cung điện đều nghiêm đẹp, tỷ lô giá na châu báu đẹp, nhi ý ma ni phát quang chiếu. Bồ Tát dùng thức ăn uống thơm ngon và sư tử chân quý để cúng dường Phật và chỗ đi kinh hành, đều dùng bảy báu để trang nghiêm, lại dùng đủ thứ cung điện để cúng dường chư Phật và tất cả chúng sinh đều là trang nghiêm tốt đẹp. Châu báu đẹp tỷ lô giá na Phật, châu như ý, châu ma ni đều phát ra ánh sáng chiếu soi mười phương thế giới. Niệm niệm như vậy đem cúng dường, trải vô lượng kiếp không thể nói, phước đức người đó tùy rất nhiều, chẳng bằng đại công đức phát tâm. Trong niệm niệm dùng đủ thứ bảy báu để cúng dường chư Phật và tất cả chúng sinh, trải qua vô lượng kiếp thời gian không thể nói, phước báo của người đó tuy rất nhiều nhưng chẳng bằng đại công đức ban đầu phát Bồ Đề Tâm.
Đủ thứ các ví dụ nói ra đều không bằng phát tâm Bồ Đề, bởi các nhân trung tôn ba đời đều từ phát tâm mà sinh ra. Bất cứ ví dụ nào cũng đều không bằng công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều từ phát tâm Bồ Đề mà sinh ra. Ai phát tâm Bồ Đề thì người đó là Phật. Phát tâm vô ngại chẳng bờ mé, muốn biết lượng đó không thể được. Nhất thiết chí trí thể tất thành, hết thảy chúng sinh vĩnh viễn độ. Công đức phát tâm Bồ Đề chẳng có bờ mé nhất định là viên dung vô ngại. Muốn biết công đức ban đầu phát tâm là bao nhiêu không thể biết được, chẳng cách chi dò lường được. Nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí, Bồ Tát cũng phải phát nguyện tất sẽ được thành tựu. Bồ Tát phát tâm là vĩnh viễn độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi ba cõi, đắc được niết bàn khoái lạc. Phát tâm rộng lớn đồng hư không, sinh các công đức đồng pháp giới, sở hành phổ khắp như chẳng khác, vĩnh lìa chấp trước Phật bình đẳng. Bồ Tát là tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới. Phát tâm Bồ Đề rộng lớn đồng với hư không, phát tâm Bồ Đề này sinh ra công đức bình đẳng đồng với pháp giới. Bồ Tát sở hành tuy nhiên phổ khắp pháp giới, nhưng vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sự chấp trước và bình đẳng với sự giải thoát của chư Phật, chẳng có gì khác biệt. Tất cả pháp môn thảy đều vào, tất cả cõi nước đều qua đến, tất cả trí cảnh đều thông đạt, tất cả công đức đều thành tựu. Hết thảy 84.000 pháp môn, Bồ Tát thảy đều nhập vào. Mười phương tất cả chư Phật cõi nước, Bồ Tát thảy đều nhập vào mười phương tất cả chư Phật cõi nước, Bồ Tát đều đi đến cúng dường chư Phật. Tất cả cảnh giới trí huệ của chư Phật, Bồ Tát đều thông đạt vô ngại. Hết thảy tất cả công đức của chư Phật, Bồ Tát đều thành tựu. Tất cả xả được luôn liên tục, tịnh các giới phẩm chẳng chấp trước, đầy đủ đại công đức vô thượng, thường sinh tinh tấn chẳng thối lùi. Bồ Tát có tâm trạng từ bi, khó xả bỏ mà xả bỏ được, cho nên luôn luôn bố thí liên tục không ngừng. Bồ Tát chẳng những tu pháp môn bố thí, mà còn tu pháp môn chỉ giới, tu giữ tất cả giới phẩm thành tịnh mà chẳng chấp trước, do đó đầy đủ đại công đức vô thượng. Bồ Tát xin tu pháp môn nhẫn nhục và pháp môn tinh tấn vĩnh viễn chẳng thối truyền. Vào sâu thiền định luôn suy ngẫm, trí huệ rộng lớn cùng tương ưng, đây là bậc Bồ Tát tối thắng, sinh ra tất cả đạo phổ hiền. Bồ Tát sinh tu thiền định thâm sâu, tức cũng là tư duy tu, luôn luôn tư duy tu thì sẽ tương ưng với đại trí huệ. Tóm lại, trí huệ là từ trong thiền định sinh ra. Ngồi thiền ngồi đến lúc một niệm không sinh thì đại trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền, tức cũng là trí huệ hơn người. Nói nông cạn cho dễ hiểu, tức là thần thông, biết việc người chẳng biết, thấy việc người chẳng thấy. Lục độ này là hạnh môn tối thắng của Bồ Tát, do sự quan hệ phát tâm Bồ Đề mà sinh ra tất cả đạo tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Ba đời tất cả các Như Lai thảy đều hộ niệm sơ phát tâm, đều dùng tam muội Đà La Ni thần thông biến hóa cùng trang nghiêm.